Việt Nam đứng thứ 3 trên thế giới về chỉ số kỳ vọng kinh tế khi đạt mức 45%, xếp sau Nigeria và Azerbaijan. Đó là kết quả cuộc khảo sát vừa được công bố của Hiệp hội Quốc tế Gallup International. Cuộc khảo sát trên được thực hiện với 38.000 người tại 41 quốc gia trên thế giới. Nhận định trên được đưa ra trước những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong năm 2020. Cụ thể, dù suy giảm mạnh về tăng trưởng và hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, song Việt Nam đã nằm trong số hiếm hoi các nước vẫn giữ được mức tăng trưởng GDP với 2,91%. Lạm phát dù cao nhất trong 5 năm qua, song vẫn trong phạm vi cho phép của Quốc hội đề ra, đạt dưới 4%.